Kính được chế tác từ vàng nguyên khối và có hai cái logo vương miện hai bên kính, và trên mỗi cái logo vương miện này có đến 3 viên kim cương vuông. Tất cả gọng kính, tất cả những phần vàng này đều là bằng nguyên khối đúc ra AO750 và đến 3 viên kim cương thiên nhiên rất đẹp. 3 viên kim cương 4.5 ly nước đi VVX1 và 3 Excellent quỳnh quanh non. Mặt bàn chiều cao hoàn chỉnh và 3 viên kim cương này là 3 viên kim cương hoàn hảo, rất đẹp, rất chiếu và xuất sắc, có giấy GI chứng nhận quốc tế. Và biểu trưng của logo vương miện này đó chính là cái logo của Kỳ Lân Luxury, và logo này biểu trưng cho sự cao quý, sân trọng, quyền lực và thể hiện sự dẫn đầu trong các cuộc chơi về đồ đẳng cấp luxury. Đặc biệt cái kính này, ngoài 3 viên kim cương to ở trên phần sóng mũi này thì ở trong hai cái đệm cao su chúng ta sẽ thấy được có 2 viên kim cương nhỏ và siêu chiếu lấp lánh làm điểm nhấn.